Sau những ngày Tết quây quần bên gia đình, thăm hỏi họ hàng, người dân các địa phương trong tỉnh lại nô nức tham gia các lễ hội truyền thống đặc sắc với những nét đẹp văn hóa đã được gìn giữ qua bao đời này. Từ 7 giờ sáng ngày 5 Tết, nhân dân của ba thôn Bắc Nam Phú, Tây Thịnh và Đông Hưng, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động đã tập trung đông đủ ở đình Thọ Nham Hạ để chuẩn bị nghi thức lễ rước nước. Đây là lễ hội được địa phương tổ chức 2 năm một lần vào các năm chẵn. Năm nay, lễ hội diễn ra trong không khí vui tươi, náo nhiệt, cộng với thời tiết nắng ấm nên đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia. Đoàn rước nước di chuyển từ đình Thọ Nham Hạ đến sông Hồng với chiều dài 2,5 km trong tâm trạng háo hức, cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới. Tôi năm nay là 61 tuổi rồi, mỗi một lần tôi được đi đấy thì một cảm giác khác lạ, rất phấn khởi, rất phấn chấn, bởi vì là một con dân của ba thôn được thể hiện nghi thức rất quan trọng trong năm. Đó là lấy nước giữa dòng sông Mẹ về để làm nước, thờ thần, thờ Thanh Hoàng Nàng quanh một năm. Cháu cảm thấy rất vui, rất phấn khởi và tự hào. Và qua lễ hội này thì cháu có thể hiểu hơn về các nét đẹp văn hóa ở quê hương mình. Phần linh thiêng nhất của lễ hội chính là nghi thức lấy nước trên sông Hồng. Trong nghi thức, chóe sứ cỡ lớn là vật dụng được dùng để đựng nước, được đặt trang trọng trên kiệu bát cống. Nghi lễ này thể hiện sự tôn quý thiên nhiên, tôn quý nguồn nước, mang ý nghĩa nhắc nhớ về cội nguồn dân tộc, về ý nghĩa vô cùng cần thiết của nước đối với sự sống và môi trường. Dòng nước trong sạch, tinh khiết giữa dòng sông Hồng được nhân dân trân trọng rước về để tế thánh, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đến các vị thánh được thờ ở đình làng, đồng thời nói lên ước mơ về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nguồn nước thiêng được nhân dân rước về đình làng, thờ phụng và dùng trong những việc tế lễ quan trọng. Nhiều hoạt động văn nghệ và các trò chơi dân gian thuộc phần hội sẽ được diễn ra trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 Tết. Bà con nhân dân rất là phấn khởi, vui mừng, chờ đợi cái ngày mà tổ chức rước nước. Đây cũng là một cái việc làm là nét đẹp truyền thống của quê hương. Chính vì vậy mà Ủy ban xã rất là quan tâm tổ chức cái chương trình chu đáo, an toàn. Trước đó, trong ngày mùng 4 Tết, tại một số địa phương trong tỉnh cũng đã diễn ra các hoạt động lễ hội như lễ hội vật truyền thống làng Công Luận, huyện Văn Giang, triển lãm thư pháp, hát ca trù và cho chữ đầu xuân ở thành phố Hưng Yên. Mỗi lễ hội tựa như bức tranh sinh động, phản ánh nếp sống, nếp sinh hoạt văn hóa cộng đồng, ẩn chứa tính thiêng liêng nhưng cũng rất gần gũi, quen thuộc.